mở vậy? Ê các bạn, ê ê các bạn nhìn mình, ê á. Hết hết vé rồi. Sơn nha, ông đi thả, ông đi tương tác bài viết hơi nhiều ấy. Đọc nóng Sơn hả? Dạ, con Sprite. Trường ơi, cười đẹp không? Đẹp chưa, đẹp chưa? Mày đang sao lên hả? Đang sao á? Nếu sao scrap được cái con gì? Scrap là có Ezreal, Zig, Lickrun, Vindo, Echo, Janna, Lick. Scrap là em đi. Tái chế gì cái bản đồ mày lên thành đồ chính. Ủa scrap không phải là cái con bọ à? À scrap hả? Tôi tưởng mày nói hệ. Cái hệ là ừ. Ê chừng. Gain 4 bonus. It's 1 point round. You gì? Can knock you going to level up. Không hiểu. Cái hình nâng cấp với cái hình lên cấp, cái hình mức thang, cái hai chiều đi lên. Mày cho tới hình luôn. Khó nhờ. Thôi lại cho tôi tiền đi, sao không biết tiếng, cho tôi tiền tiếp đi. Không biết tiếng. Tôi tiền là giống nãy rồi. Nhận thêm 10 vàng. Không biết tiếng, cho tôi tiền đi. Có biết tiếng đâu. Cay thế nhỉ. Biết tiếng cay thế. Cay thế nhỉ. Đầu chưa? Cái gì? Chỉ cách chơi với lại con cua hả? Chơi toàn tăng. Let's go. Hay thức về luôn, hay đỉnh. Hay ý, xem thắng nè. Đánh nhau gì, khó khăn quá vậy. Con sinh này nó không thức về mà nó thức đi. Khó hiểu. Chỉ cần mảnh đồ là sẽ là một đồ lớn không? Ok. Mở random nha. Cái hệ scrap là gì? Hệ tái chế. Đó là vô đồ nữa. Chịu nhỉ. Lu. Trời ơi, lu chịu.
Mình nick cơ. Còn thế nhờ. Mình nick đâu ra bây giờ? Hai đứa đang kéo nhau. Nick chơi. Vậy. Xin mời nick. Đâu ra? Đứng yên. Không đứng yên à? Không. Thế nó là cái gì? Nó gây sát thương không hả? Gây sát thương. Nếu như đứng mà im. Nếu như mà đồng minh đứng chỗ mày lấy thêm tốc đánh. Rồi, mày đánh vô tao thế. Mày đánh tao mất máu thì tao hồi máu. Vô cực. Vô thế. Ấy, thực ra là mình không muốn nó tự xoay đồ được không? Không, nó random. Gì cũng đổi. Mình không muốn nó tự xoay đồ á. Đồ là sao? Mình muốn đồ của mình chọn. Không, nó nhìn cái gì thì báo quá. Tí là cái đồ mình tự lắp là nó đẩy cho mình đi, đừng có đẩy linh tinh nữa. Nó sao? Được không, cái đồ mình tự mình lắp cái vô cực thì vào game cứ đẩy cái vô cực đi á. Không, không, không. Là sao? Cái... Lỡ nhưng mà mày ghép một đồ, nó chỉ có từ mảnh đồ lên đồ chính thôi mà. À, chỉ có mảnh đồ lên hả? Dạ ơi, chứ mày muốn gì? Tượng cả đồ. Má tượng cả đồ thì chết. Thế được, thế được. Ủa, Bodyguard là những có Garen. Thôi, tao bị lú rồi. Yo. Là mày chơi assassin. Dạ, chơi toàn hút dòng khó chịu thế nhở? Xoay. Anh hút dòng một đống chân. Hút dòng mới, sản phẩm hút dòng mới nó cái gì khác so với hút dòng cũ hay không, hay là thay nó đổi hình? Cái gì? Hình như nó có vũ động thay đổi thêm cái gì nữa, thêm nó kháng phép thêm cái gì nữa đó. Mà tao đọc không kịp. Thôi tao lấy cái đổi free một lần. Hơi ngon. Không hiểu tiếng Anh. Trời ơi. Trời. Ai đừng có thua, đừng có thắng tức này nha, đang thua đừng có thắng nha. Đang chơi thua. Mày quá, không thua, không thắng. Mày quá, đang chơi thua. Chơi thua năm. Mày quá, không thắng. Thắng là đi bộ lên. Vô tình. Involvable. Cái Podigo quá ta. Cái Podigo cũng là mấy hay. Mà nó lại hết xuống quá. Cua. Bốn grab được cái gì? Thầy hiểu nó nói gì? Đâu. Nói chung là tùy theo mảnh đồ mà team mày có, nếu như mỗi đứa trong team mày có một, nếu như là sao ta? Mình phải nói sao nó hiểu. Nói chung mà bây giờ có hai mảnh đồ à. Hai mảnh đồ thì nó đéo gì hết. Ba mảnh đồ thì nó sẽ 30 giáp. Không biết là đéo nói sớm mày em mày. Đéo nói sớm. Không biết nói sao mày. Là có sẽ lựa lời mà nói. Khó khăn, dễ sợ. Cái đam con nào luôn. Con 4 tiền là con tí nhỉ. Con nào vậy chứ gì?
Mình để Sky Lab, mình muốn kể con gì ấy nhỉ? Nana được cái hệ gì? Nana là Scrap, rồi Enchanter với lại cái gì đó bên bà rồi. Mà Nana ngọt, Tam hay là Tank? Nana là... xài quy á, xài gió. Nó đã đẹp rồi á. Mốt tiền, thất tung, muốn gì nữa, giống hồi mùa mấy á. Mùa năm hay sao á, không ta? Mùa bốn hay sao, chả nhớ nữa. Charmed, I'm sure. Ủa? Ủa? Ha ha. Nào có đủ bodyguard đi thế, bodyguard xong. Bodyguard? Giữ lại gì? Các cô đã phải lock down á. Hả? Ôi sao mình Echo mà không, à? Echo mà không phải là Clockwood á. Thật đấy à? Tôi phải Clockwood thật đấy à? Em giác à? Nó không theo cốt truyện đâu. Echo phải Clockwood kìa. Nó không theo cốt truyện đâu. Người ta hỏi theo cốt truyện, nó không theo cốt truyện đâu. Cái thế à? Tội Echo vậy. Ôi giời ơi! Ôi giời ơi! Ai bảo ấy? Thì đây, Zone 3 in the protector. Jill có thể hồi 450 máu hoặc chết. À, khi giết, sao? Bonus experience per round. You can no longer đi. Use gold to level up. Trường hả? Nào một xíu vào tiếng Anh nha trường. Đếp hiểu, tiếng Anh đọc nói đầu. Nó hỏi những cái câu vớ va vớ vẩn không à? Hỏi những câu vớ va vớ vẩn. Rồi những cái câu mà tao làm được thì tao cũng đã làm rồi. Còn lại những cái câu vớ va vớ vẩn thôi. Vớ vẩn nè. Vớ vẩn của mày nè. Sao lại vớ va vớ vẩn? Mày nói đại là mày không biết làm đi, vớ va vớ vẩn. Không biết làm chỉ à? Tin được không? Kéo đấm. Bỏ chết cha ơi, tự nhiên chết phết tao đâu? Phết chết lẹ vậy? Bỏ này chứ. Sao chứ cái hệ biến quen vậy? À, assassin à. Sao cô mày cũng ghê đấy. Chân ô này. Mày ta đang chơi thôi dám á. Hợp lý, hợp lý. Hay quá, em đánh cho mình quên luôn. Lò bê bê bao nhiêu ghi đây. Dạ, tiêu à. Thử đây, tao biết đâu. Tao không nhớ nữa. Ui giời ơi, nó đi nhanh, nó đi kiểu gì ấy mày ơi. Khó đi điều khiển quá. Nó đi lúc nhanh, lúc chậm, nó không thể thỉnh được nó luôn á. Lắc quá. Nhưng mà bê chặn có tầm 10 ghi à, nhẹ siêu à. Mày vô trong game nó tải trong game nữa. Nên là mày tải ngoài lẻ ôi trời ơi. Hiện tại thì tao đang có 30 ghi. 30 ghi vậy? Siêu à. Ổ D, ổ C. Tải qua ổ D ra rồi đi. Tao có ngổ à. Vậy mày đâu tao tải thôi. Tao có ổ được. Tao có ổ SSD đó à. Mày muốn tao tải ổ gì? Tao có mày có ổ được. Tao ổ tao nhiều ổ lắm á. Ta chưa mua HDD. Ủa giời. Kéo Heimerdinger về. Heimerdinger làm mình kìa, phá chết thắng, phá chết thua tao rồi. Sát cốt. No. No! Hết trái. Anh bay cũng đang đánh cờ dung hả? Mày xem mới đọc tên nè. Nè. Nó che vẽ tên. Hitler number one. Vãi. Charmed, I'm sure.
tao có thấy đâu, tại cái cửa sổ mày nhỏ quá. Bên bên ngoài cơ. Ngoài cái gì? Bên ngoài mới xịn. Chúng là ai? Rồi, thằng này dùng huấn luyện viên Olegana Sosa là thấy xuống hạng rồi. Nào, nào đấy. Ê, có cái hệ rừng kìa mày, có cái hệ rừng. Ờ, nó có cái chọn rừng. Nhân đôi con máu nhiều nhất. À, Ole out, trời ơi, giữ Ole chi ngu bỏ mẹ ra. À, tự nhiên anh bảy gánh Ole làm gì? Của anh bảy gánh Ole đấy. Thải giống như thằng Chelsea đó. Dứt tình với lại Lampard một đau một lần rồi thôi. Chứ còn cứ để vậy dai dẳng cho Ngô Lê ngu đó. FC phản thầy. Người ta gọi là bảo vệ có điểm mà. Ở kìa, Ben đi chứ, anh bảy ngã rồi. Anh bảy ngã sao chồng tài không thổi? Nó xin cái thiếu đó một con. Chồng tài mua rồi. Nó trả cho chồng tài bao nhiêu BB đấy? Ôi, leo bảy ra tôi ra hai cái xa này. Hả? Neo bảy tôi ra hai con cây sa. Cây sa 4 vàng à, hay 5 vàng? 5 vàng. Ôi giời ơi, này đánh chơi sắp full sắp hủ. Tao giống con cây sa mùa nào á hả? Con cây sa mùa nào cũng 5 vàng á. Sa này là chiêu gì? Chiêu như nào mày? Chiêu Wii. Chiêu R xong Wii. R xong Wii, nói vậy mới đúng. Ngày trước là R không mà đúng không? Ngày trước là R không. Ngày trước nó là 5 tiền. Xong rồi mùa 2 là mùa 2 nó là mùa nào á nó là 2 tiền đây rồi. Có mùa cây sa 2 tiền hả? Có cái mùa thánh nữ á. Ừ nha. Hai tiền nó kích thể ngon quá rồi. Ôi trời ơi, sút kìa. Con cây sa mùa đó cũng bá vậy. Con đấy mùa spam á. Mấy thằng chuyên spam mùa đấy. Ôi trời ơi, hai con cho gắt. Ôi vãi liền. Chị mà nó không nghĩ ra được. Hai con cho gắt cạp hai cái, mỗi con cạp một cái chứ. Không tin suốt qua đó không vào kìa. Hai con cho gắt. Vãi cứt. Rồi không tin mày chuyện hụt quá đó luôn. Hai con chó gát à. Vậy mà nó cũng nghĩ ra được. Rồi tao không tin mày là để mất banh vậy luôn. I will protect you. Mày cũng lấy cái Rotary một lượt à? Không biết tiếng Anh đâu, tôi thấy nhìn là dễ hiểu lấy. Cái này là Rotary, mẹ. Cái này Rotary một lượt à? Tiếng Anh chả hiểu mẹ. Ôi trời, cái sao phép à? Cái sao phép? Sao phép? Chết rồi. Tao không biết cái sao phép, cái sao đam tao không biết nữa. Phép nè. Nó mà thấy là sao phép. Nó là tao biết á. Thằng do đồ này cứng thế, vừa đông vừa cứng. Trời, nó scrap kìa, nó có scrap kìa. Trời ơi, cây sa kìa. Ô, cây sa nó có hệ scrap ngon thế. Cây sa scrap là con nào? Scrap là tái chế, nhưng mà con scrap đó là con bọ. Scrap nhầm, chó ngu.
Chạy kìa. Chạy 5 tiền á. Con cái sao tao phép mà phải lấy đồ phép cho nó chứ. Tên build đồ cây xa nhà tao đây. Build đồ cây xa như nào. Ba tiền đây. Ba tiền á. Ba tiền móc việc. Ba tiền sao đánh. Móc việc. Ba tiền khỏi đánh luôn. Móc việc cờ thị quái nè, hoặc là cái cung phong linh. Ba tiền. Rồi tới cái nanh no soi, hoặc là cái ma diễu sông kiếm. Cái nanh nội soi nữa. Nanh nội soi. Mệt mỏi. Trời ơi, hai con rắn kéo nhau chứ. Sao 5 tiền này thấy cũng được cái nhờ. Đi rồi hết đấu nè. Assassin. Không có assassin, con Sako nó yếu xìu à. Ê, vậy là con Phil ra là con đam đúng không? Phil ra nó xài cái R của nó. Chắc là đam rồi. Cho Phil, ê, đồ Sako cho Phil ra được không nhỉ? Lấy cái level up đi, tao không biết nói gì nữa. Champion in your shop as if you were one level higher. Chương qua dịch chương ấy. Tao đang là thằng của tao mà. Champions appear in your shop as if. Oh, hiểu, understandable. Khi mà mày mua điểm kinh nghiệm thì mày sẽ nhận thêm 4. Nên là mày có lên level 10. Mẹ sao cô mới một bà, sao cô đánh xong được. Let's get started. Wait until my seeds take root. Kéo chạy về xong rồi không ai bỏ kênh chạy, không ai đấm dây được đỉnh luôn. Vậy mà nghĩ ra được. Ui, con dây bắn đánh sắc ở trận Yumi rồi. Trời ơi. Cái bài Challenger mấy Academy là phải đam bằng con Lắc mới đam bằng con Xa. Hai bài khác nhau, tụi lắc bài vượt chung với nhau, sao nó hơi ngu. Hai con Kai'Sa cũng ngon phết chứ. Kai'Sa ai đâu? Samiza. Zidik. Dục đồ. Em Zidik hại gì? Thế là sao mày để xem bắn như nào nhá. Xin đất là nó nổ ông tay á. Ông tay vô. Bảy ngã Vendetti. Đâu? Không thấy. Trời ơi, Fira rồi. Khó chịu vậy. Trời ơi, xin đất rồi. Xin đất bay vô giữa đồng địch á. Mày chết rồi này. Thì đó, bay vô giữa đồng địch mà. Chết rồi này. Nè, con này nó dồn đồ đam Fira rồi chồng á. Đang Fiora bước mặt vậy. Ây giời ơi, Zinix chết luôn rồi. Fiora! Zinix ơi.
thì đứt tự sát á, thì đứt bay vô tự sát á. À, đi 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 đi, cút 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 cút. Bay vô tự sát nổ nổ sẽ được phép. Cút ngay, cút ngay. Yes hả? Đánh đánh bom liều chết hả? Đánh bom liều chết mà nó lao thẳng vào nhà. Này rồi vô thẳng á, vô thẳng luôn á. Sao nó bắt được trái bên này ta? Cây tê. Anh bẫy xuống chất lượng vô nó cũng bắt được kìa. Ê, em thua bên này mình gần cái gì đâu mà khóc. Mấy lần chỉ đến 7 mà 5 tiền á. Trời ơi, không có, không có tank này. Đam, đam hiểu đâu. Đam thì có rồi mà không có tank này. Akali, papa Akali là đợi ta lên thương rồi. Leona hơi nhiều. Cơ đấy Leona luôn, Leona ba sao. Ủa, Leona là xài cái thái dương hạ sang hả? Ủa, bảo sao là 4 tiền. Hồi xưa xài cái đúp 1 tiền. Chán đợi không. Leona 3 tiền mà. Leona 4, à Leona 3 tiền, ok. Nhìn nhầm. Hồi 4 luôn. Một 4 tiền. Nó còn Rom. Rom đứng tiếng trên mà Rom không có gì hết trơn. Có bỏ bà luôn. Đứng quyên ra mà. Ô Fira giờ Fira mấy tiền? Fira 4 tiền. Fira xài rồi. Ngon giờ. Xài rồi. Ta Fira ta 1 tiền không? Trời ơi. Yumi mày nó chiếu viên cái vàng tướng mà luôn kìa. Nếu cái khó của, cái khó của tao là con cái xa không lên 2. Ha. À, Akali tao chưa lên 2 nữa. Đây 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 Zumi 2, Zumi 2 được. Tao lấy con Janna. Ê cái hạ Zumi hạ gì ấy? Tao không biết. Giáp le với đại gì á? Syndicate là trung hệ với tao. Là hệ gì? Syndicate là băng đảng. Syndicate là băng đảng. Trung hệ với tao. Ủa, con mèo có băng đảng hả? Không, con mèo, mèo là cái hệ đấy. Con mèo là cái băng đảng với lại cái biến hệ, cái biến hệ. Cái họ học sinh gì đúng không? Nói cái gì vậy? Syndicate kiểu con đang gì cầm, đó. Nó đang cầm cái biến. Ờ, cái biến mà. Ê, con Syndicate 5 tiền là gì á? Syndicate 5 tiền là Akali. Ta cho Akali này. Bè. Chứ con Zyra thì thiếu một con. Zyra. Zy fucking ra. Akali. Trời ơi, tao lấy cái này. Ok á, tao bị lừa, mẹ nó không có con Kai'Sa đâu cả. Kai'Sa nhiều người chơi lắm. Mẹ tao lên Kai'Sa ấy mà, tao có hai con Kai'Sa sớm mà. Cay chứ nhờ. Kai'Sa nhiều người chơi bà luôn. Nó tao ra sớm rồi cho tao đi. Con chiến đích chưa đây mà con chiến đích chưa chết luôn hả? Trời ơi, con Kai'Sa đó quýnh đồ ác nó liền luôn á. Kai'Sa nước mắt nè. Tôi ngồi cũng một khỏe mà. Kai'Sa nước mắt nè, trời ơi là trời. Quýnh không nổi luôn, tao quýnh không nổi luôn. Tôi một khỏe quá. Chơi băng đảng bodyguard rồi protector. Ui đây rồi. Tao phải có cái xa 2 là ăn được rồi ấy. Pick to ra đúng nhiều luôn á. Hết cái biến hệ. Lóc lại, lóc lại, lóc lại, lóc lại, lóc lại, lóc lại. Hồi nữa lấy sao, cho lấy điểm, sao. Cho điểm gì chứ. Chết không ta. Đấy đây, cây lên 2. Thì cũng sẽ chết mà. Pick to, lo ra 6-7 con rồi mà không biết đèn gì nữa. To chơi scrap nè. Không phải biết, biết to là hệ gì ta. Bà đó. Đi hai nha. Ô mày không sợ đâu. Top 1 hả? Không sợ đâu. Hơi sợ, hơi sợ. Hơi sợ rồi. Ôi trời ơi. Fiora. Fiora chiến quá. Fiora nó chiến quá. Trời ơi nhìn Fiora chiến quá. Oh what the fuck. Fiora. Fiora. Mày chưa thua, mày khóc cái gì?
Đưa ra nó chiến mà, đưa ra nó cầm cái hồi máu mà, hai cái huyết kiếm, một cái vô cực. Ôi giời ơi. Tao lấy nè. Tao nhìn mặt tướng tao không biết đấy con gì luôn mày. Tao còn một con nữa. Tao nhìn cái vãi. Tao nhìn cái tao biết tại tao nhìn skin nhiều quá. Ôi tao tốt rồi. Tao tốt ngồi rồi. Bộ này trơn xịn rồi. Thế nhỉ. Bộ này trơn về Việt Nam, trơn hack nè. Nhập nhiều Acolyte cũng không đồng gì hết trơn. Ta còn có Plena 3 cho nó tăng một xíu. Không có Plena luôn. Đỉnh luôn. Không có Brom luôn. Trên team đấu là phải có phiêu ra có đồ hoặc body gold mà không biết ra không được không xong 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 rồi ngồi trong đây mà đã em chưa yêu cầu nét đi ghê rồi Yone lắp nó lắp cho cái hệ sát thủ mà tại đâu rồi Yone sát thủ. Mày tải nó mày phải được biết cho cái lại để mày tải cho nhanh mày tải mày còn vừa chơi đó.